quá tam ba bận. Lần này chúng ta phải tích cực tìm kiếm và chọn lọc ra một em gái có thể giúp cho thằng Tùng hứng thú. Lần trước á, là do năng lực chọn lọc của bà yếu kém cho nên chúng ta mới thất bại. Lần này để tôi. Sao? Thấy em này sao? Như cũng hành thiếu nắng. Em này. Trời đất ơi, như thịt kho hụt dịch vậy. Ơn rồi, đàn khơ của ta đây rồi. Mình thì Cà Bập, dân tộc ED, 25 tuổi, nghệ nhân dệt vải, cần tìm chồng gấp. Mày thấy chưa, em săn chắc và cơ body đẹp chưa? Gì vậy mấy ba, gu mặn dữ vậy? Nhạt dẻo hoài á không được, thì bây giờ mình phải mặn chút chứ sao? À, ê nhìn cũng tươi mát quá hả mày? Nữa hả? Cái gì mà đưa hết con này tới con kia vô khách sạn vậy trời? Trời ơi cái ông này thiệt là hết nó nổi mà. Anh! Ôi! Đợi chung nha. Anh! Sang sang chưa? Em nhẹ nhàng với anh chút xíu nha. Nhẹ nhàng sao mới được? Ở trên tim mà làm. Tới luôn đi em. Nè! Lấy đi lên đầu của em. Phải rước em về nhà sinh con đê cài. Nếu không thì sao? Làm trai sẽ bị trời phạt. Đời đời kiếp kiếp không ngân mặt lên được. Gia đình nhân tộc không có ai yên ổn. Chết không được toàn thay. Vô dây ngu xe. Tới đúng đi em. Em làm gì vậy? Theo tục lệ của bộ tộc em, trước khi hành sự phải làm lễ tế thân. Anh ơi anh đâu rồi? Em tê thân chứ đâu có tê anh đâu. Anh ơi anh đâu rồi? Sao thằng này lâu quá vậy ta? Thì cũng phải có màn dạo đầu rồi mới quất chứ. Không lẽ ba vô quất liệu rồi bỏ về như ông? Bà hay quá ha. Bà thử chưa bà nói tôi quất liệu rồi bỏ về. Nhìn ông á là tôi đã biết dạng phàm phu tục tử rồi ha. Cái đầu bà đó. Trời ơi trời, bà nghĩ sao vậy? Bà nghĩ bà là tiên nữ hạ phàm hả? Bà chê người ta. Dù vậy tôi cũng đỡ hơn ông. Đỡ gì mà đỡ. Đỡ tôi rất nhiều. Sao rồi? Ghê vậy? Vậy là mém tí xíu nữa bị bưng về bản xẻ thịt phơi khô rồi. Rồi, quan trọng là mày có cảm giác gì không? Có. Cảm giác sao? Sợ muốn đái ra quần quá. Tao tưởng nó đem cục cải của tao đem đi ngâm giấm luôn á. Ôi, bà cả hiểu tâm lý đàn ông, lựa chọn rất sáng suốt. Thấy người này sao? Có hồi già không? Mấy đứa con gái trẻ bây giờ á, vừa thiếu tinh tế, lại không có kinh nghiệm. Mấy người sồn sồn vậy, coi bộ ok à? Ý ông sao? Tôi đâu còn sự lựa chọn đâu. Nhưng mà nhìn cái người này quen lắm nè. Giống như là bà tám nghiệp hàng xóm vậy đó. Không. Không giống. Tại vì bữa của bà tám nghiệp á, dạ tới rúng rồi. Cái đó người ta gọi là mướp rồi cha ơi. À. Sao nhìn ở ngoài giống y chang bà tám vậy ta? Giống ai vậy Tùng? À, giống một người quen cũ. À, dạ. À, em Nga. Bao nhiêu tuổi rồi? Nga mới có 49 tuổi thôi. À. Mẹ Tùng có 45 mà. Dạ. Yeah. À, chắc cam chua lắm hả? Thấy nãy Tùng nhăn mặt đó. Để Nga để đường cho Tùng nha. Tuy hơi lớn tuổi nhưng lại rất tinh tế. Ngoại hình cũng không đến nỗi nào. Thôi kệ, cứ thử coi sao. Tùng uống đi. Uống từ từ coi chừng sặc nha. Cho Nga món này, à, cái này nữa nha. Đồ ăn á, đừng có để tiêu, ảnh dị ứng với tiêu. Đừng có nóng quá luôn. Lẹ lẹ cho Nga nha. Đúng là một người phụ nữ tinh tế và chu đáo. Uống nước đi Tùng.
Tùng. Một hạt cơm to như vậy rơi mà Tùng không biết hả? Nè. Tại Tùng không biết đó chứ. Cái thời chiến tranh á, cơm không có mà ăn. Mỗi bữa ăn á không đủ no, phải độn thêm khoai mì đó. Nên Tùng phải biết trân trọng từng hạt cơm hạt gạo đó biết không? Gật gì mà gật? Lúc đó còn chưa đẻ biết gì đâu gật. Thôi ăn cơm đi. Ăn đi, gật hoài. Thêm miếng thịt cho mau lớn nha. Em ơi tính tiền. Tùng. Tùng còn nhỏ chưa có làm ra tiền để nghe cho. Em ơi. Khỏi thôi. Còn nhỏ mà biết kiếm tiền phụ gia đình, giỏi quá à. Dạ, cảm ơn bác. Gù mặn đó. Nước quỷ, ta tươi ngon vậy kìa bác. Tùng. Mai mốt đừng có ghé quán này nữa. Thôi mình về đi Tùng. Baby, I shouldn't call you or leave a message at all. So I try to be patient. Trời, bữa nay đi với bà thím nào nữa vậy trời? Không thể tưởng tượng nổi. Già không bỏ, nhỏ không tha. Alo, dạ Khả. Ê, hồi nãy tao vô khách sạn tao quên thay cái dép khách sạn á. Cái bà đè tao ra, bà tét vô mông tao, bà kêu hư nè, vậy là sao ta? Ê, còn chưa hết nha, bà mang theo bộ đồ, cái bà bắt tao thay. Bây giờ, nhìn như con bả vậy á. Tao thấy, sai sai sao mày ơi? Có gì đâu, có thể đây là thói quen của phụ nữ có tuổi đó. Thôi, không phải tao đi về nha. Mày khùng hả? Đã tới đó còn đòi về, ít nhất phải thử chứ, cố lên con trai. Được rồi, vì mày, vì ba má tao, vì tương lai dòng họ của tao, tao sẽ cố gắng. Phải vậy chứ Tùng. Nói chuyện với ai vậy? Tùng nói chuyện với bạn thôi. Đừng có nói chuyện với bạn, nói chuyện với Nga nè. Tùng biết không, ngày xưa thời còn con gái á, Nga cũng đẹp lắm chứ bộ. Nga có thời đó luôn hả? Có chứ. Để Nga kể cho Tùng nghe nha. Tùng biết không, người chồng thứ năm của Nga khá là nặng mùi đó. Ngủ rồi hả? Nhạt nhẽo. Có vậy thôi hả? Tình đồng chí hay là cái gì trời? Tình mẹ con mới đúng. Bao nhiêu lần mà vẫn không thành công. Vậy nguyên nhân là do đâu? Thì do nó chứ do đâu nữa. Sao ông biết là do ổng? Lần một, lần hai còn trách người khác được. Đây đến lần thứ ba rồi, không thành công, chỉ có thể là nó thôi. Tại tao hết á, mặc kệ tao đi. Kệ cái đầu mày á, bây giờ mày có muốn chữa khỏi bệnh không? Thì muốn. Muốn thì phải cố gắng lên chứ. Bây giờ mày yên tâm đi, tao sẽ chuẩn bị cho mày tất cả. Mày chỉ việc tới khách sạn và nằm phè ra, sẽ có người lo cho mày từ A tới Z. Anh. Sao giờ anh mới tới giờ? Làm tụi em đợi anh lâu muốn chết luôn à. Để em xoa bóp cho anh nha. Anh cứ việc thư giãn, mọi chuyện để tụi em lo. Ê, sao rồi bà, sao rồi? Mấy cái? Không được cái nào hết á. Gì kỳ vậy ba? Thì tụi nó đè tao ra, tụi nó đấm bóp. Đấm bóp xong á, thì đứa chấm chỗ này, đứa múc chỗ kia. Rồi làm cả buổi trời. Rồi sao nữa? Tao giận không lên. Trời ơi, hai cô gái ngành mà không làm mày lên nổi. Ừ.
Cô làm cái gì vậy? Thì bây giờ có bạn gái rồi thì dọn đi đi chứ. Tôi có lòng tốt dọn sẵn cho anh luôn rồi, muốn gì nữa? Ai nói với cô là tôi có bạn gái? Thì phải rồi, không có một mà là có rất nhiều. Tôi xin đính chính với cô một lần nữa, tôi chưa có bạn gái và bây giờ tôi cần nghỉ ngơi. Đừng có lật lọng nha, hứa rồi giữ lời đi chứ. Ê, đứng lại. Cô làm gì vậy? Buông ra. Không. Buông ra. Anh mới buông ra đó. Buông ra. Dạ. Đừng có giả bộ nha.